sữa con gà này. Yeah. Là Kim sẽ quyết định để nguyên con gà này mà mình sẽ xé ăn. Thôi, Kim mời cả nhà cùng ăn với chị em Kim. Kim mời cả nhà ăn cái món ở làng quê Việt Nam của Kim nè. Tự nhiên thèm cả nước miếng á. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngon hả? Chúc thật không? Ngon chật, ngon chật á. Ớt cay cay nữa ngon nhỉ. Mặn mặn, ngon mặn mặn như cay. Hôm nay có em gái Kim qua nên là Kim sẽ vào bếp làm món chân giò kho sả ớt nha. Thì món này Kim sử dụng 1kg chân giò, sau đó Kim sẽ rửa sạch với là nhiều lần nước, rửa sạch thì sạch. Bởi vì Kim sẽ dự định là kho luôn chứ không có trần á cả nhà. Sau khi mà rửa xong thì Kim sẽ coi nó còn long không mà mình cạo đi ha. Kim caramel đường với dầu ăn để tạo màu cho cái món ăn cho đẹp á cả nhà. Kim không dùng nước tương nha. Kim kho theo cái cách của Kim á. Kim caramel lên thì màu nó sẽ đẹp vàng óng á cả nhà. Kim băm thì là nhiều sả và cho vào. Kim cũng cho vào đó thêm khoảng 2 cái ớt nữa. Ớt này nó không cay mấy nơi. Kim ướp nước tương nè. Ê nhầm, tương ớt chứ. Bột nêm, một muỗng đường nhỏ nhỏ, một ít sốt thịt nướng. Kim quên quay cái khúc Kim bỏ nước mắm vào rồi. Kim cho vào đây là tầm khoảng 3 muỗng nước mắm nha cả nhà. Sau đó Kim đợi cho nó thấm vào. Kim quên bỏ ngũ vị hương và bây giờ thì Kim bỏ vào Kim trộn luôn. Món này đang có ngũ vị hương thì nó sẽ rất là thơm nè. Kim cho vào đây là khoảng 400ml nước nha. Sau đó Kim ninh với lửa nhỏ để cho nó thấm và nó có độ mềm á. Đây, một ký thịt, một ký chân giò mà Kim làm được khoảng một dĩa này thôi cả nhà. Có lẽ là em Kim sẽ thích ăn món này bởi vì Kim cũng rất thích. Em Kim thì giống Kim. Hi, Kim xin chào cả nhà. Hi. Kim xin chào quý cô chú, anh chị, các bạn đang xem video của Kim ha. Hôm nay thì có em gái Kim cùng quay video với Kim ở cả nhà. Hôm nay thì em gái qua nhân dịp nghỉ lễ thì Kim làm một số món ăn Việt Nam. Kim thích ăn với em gái thích ăn thì cùng ăn và trò chuyện với cả nhà. Kim cảm ơn cả nhà mình thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Kim, xem video ủng hộ cho Kim. Kim thật sự là biết ơn. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ. Xem xong video thì cả nhà yêu quý Kim thì có thể bấm nút like hoặc là đăng ký kênh. Chỉ cần một cái hành động của cả nhà thôi, đó là niềm vui cả ngày của Kim. Kim cảm ơn cả nhà. Hôm nay Kim uống là Kim uống nước chè, nước trà đá. Còn em gái thì uống nước lọc. Kim mời cả nhà. Kim, em gái Kim á, nó ngại, nó không dám vô. Mà Kim hôm nay quay một mình thì buồn nên là Kim kéo nó vô á cả nhà. Hôm nay Kim có cái món này ngon lắm. Đối với Kim nó rất là ngon nha. Đó là gì ta? Dưa khoai môn muối xào thịt heo á cả nhà. Ăn nó chua chua ngọt ngọt mặn mặn rất là ngon. Còn món này là món chân giò kho sả nha, chân giò kho sả ớt. Còn đây là một con gà ủ muối, món Kim thích mà Kim ở một mình thì không thể nào ăn hết đó cả nhà. Chồng Kim thì không ăn cho nên hôm nay em gái Kim qua thì nhân tiện em gái qua thì mình hai chị em cùng xử con gà này. Yeah. Mà cái con gà này cả nhà đáng lẽ là Kim sẽ cắt nó ra nhưng mà ở chỗ Kim nó không có cái dao bự á, cắt nó lem nhem lắm nên là Kim sẽ quyết định để nguyên con gà này và mình sẽ xé ăn. Nó hơi kỳ một chút mà cả nhà xem thông cảm nha. Thôi, Kim mời cả nhà cùng ăn với chị em Kim. Ăn món nào trước? Ăn tự do nha, thích ăn nào ăn. Ok. Kim thích ăn món này nhất, Kim sẽ ăn trước. Kim mời cả nhà ăn cái món ở làng quê Việt Nam của Kim nè. Kim sẽ ăn ăn gì cũng được. Rồi heo, ăn bằng bao tay. Ăn bằng bao tay. Cảm ơn chị. Múc mấy cái bao tay? Một cái. Nếu mà ăn bao tay là phải ra lấy cái muỗng ăn cơm. Muốn ăn đũa được mà. Dính là lột nha. Ra xong rồi lột nha. Hai cái nè.
Cả nhà có thấy em Kim với Kim khác nhau gì không cả nhà? Khác cái gì? Cô không thích ăn này, chị ăn hết này được không? Chị ơi, đây là cái nước mắm. Mình thử nhá. Thấy lúc ăn mình cũng muốn ăn quá ta. Em thích mà, em thích dưa mà. Nói chung là tất cả các món ở đây là chị đều thích hết luôn. Sừng sực hả? Đây cả nhà, chân giò kho kho sả ớt Kim mời cả nhà nha. Tự nhiên thèm chảy nước miếng á. Ngon lắm cả nhà ơi. Ngon hả? Sực sực hả? Sừng sực ớt. Ớt cay cay nữa ngon nhỉ. Mặn mặn như cay ngọt hợp lý. Cái này dễ bỏ xương. Bỏ xương vào đây. Bỏ xương vào đây, bỏ dưới này đi. Bỏ dưới này, ok, bỏ dưới này nha. Ok. Hai chị nó ngon lắm. Ngon hả? Dạ. Cảm ơn. Một mình chị chẳng ăn mấy món này. Ngon. Nóng nó lâu vậy. Khi có bạn đồng hành. Ừ. Thấy chanh rồi ăn được không? Không biết mấy. Nó trên tờ giấy rớt rồi. Đây là món dưa rất ngon nè. Lâu lắm mới ăn loại món này. Ngày xưa mẹ hay to cho ăn nè. Hồi xưa nhà nghèo ăn, bây giờ cũng nhà cũng nghèo mà chẳng có ăn. Tại vì có ở nhà đâu mà ăn. Ở bên nào mà không tự mua dưa lượng thì cũng khó tìm để mua lắm. Khó mua lắm á, không phải dễ đâu. Tới mùa này mới có chứ không phải có như ở Việt Nam lúc nào cũng có đâu. Ngon quá. Bên này người ta trồng cái cây khoai môn hầu như để ăn củ thôi chị nha. Hôm bữa chị thấy trên mạng mấy đứa nó đăng có bán cái cây khoai màu tím tím á, mà sợ ăn ngứa không dám ăn. Khoai môn tím. Đúng rồi, cái cây đó. Sợ cái đó ở Việt Nam mình trồng á cắt đi muối được mà. Không biết, sợ bị ngứa. Nhưng mà có hai loại nó cũng tự giống nhau, có một cây nó không phải là môn mà trồng để ăn củ, nó mọc rồi xong. Cái loại đó không biết, có thể là ăn dưới. Không biết thì không ăn, ăn vô mất công á. Vẫn không? Ăn vô mất công gãi. Cái đó khó ăn thì đừng ăn cái cục tròn tròn á. Cái cục tròn tròn thì... Nhưng mà nó ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn cục tròn tròn đi. Cục tròn tròn á, ngon. Cục này ngon, cục này cũng ngon nè. Đừng ăn cái món nữa, gặm khó. Em ngon. Ngon. Tại vì nó có cái da nên là nó ngon nè. Cái da nó giòn ngon. Ăn này không bị mập mấy đâu, toàn là collagen không à. Lâu sang chị là chị đãi cho những cái món mà người xưa ở Việt Nam chứ. Em chịu, em không biết nấu đâu. Chiều theo ý cô vậy, cô còn muốn gì nữa. Cảm ơn chị. Không có gì. Không có gì. Em bị ăn mà miếng dưa. Kim với em Kim á, cùng ở Nhật. Nhưng mà ở hai cái chỗ khác nhau, cả nhà cũng khá là xa. Ở hai tỉnh khác nhau nhưng mà cũng sát nhau. Nói sát nhau vậy nhưng mà đi xa lắm cả nhà. Chồng Kim phải lái xe đi khoảng 2 tiếng rưỡi mới tới á. Anh rể lái 2 tiếng rưỡi á. Từ thành phố mà về Bến Tre. Chưa đi không biết. Bao nhiêu cây rồi. Thì từ Sài Gòn mình về Vũng Tàu là 2 tiếng. Thì về xa một chút nữa thì thế hả? Không biết. Nói chung là xa lắm. Nói chung là xa. Đi một lần cũng vất vả, xa thôi. Nhưng mà qua tới nơi rồi sướng. Chị nấu cho ăn sướng. Chị nấu cho ăn sướng hả? Dạ. Thì qua hoài đi.
Trời thèm cơm quá mà không, không có không cầm đũa tay trái được cả nhà, ăn bóc luôn nha. Ừ. Cầm chị băng qua tay vẫn cầm đũa được mà, nó chỉ dính trên đũa thôi. Nhưng mà lột lột qua tay ra thì mình sẽ ăn theo kiểu. Cái nước này chấm ngon à. Cái nước này chấm ngon à. Ngon, mới sốt ngon à. Bây giờ là đang nghỉ lễ Obon đó cả nhà. Ở đây người ta nghỉ lễ Obon mà chồng Kim phải làm. Làm cả đêm mới ghê chứ. Lễ Obon là có ý nghĩa gì chị nhỉ? Giống như là ở Việt Nam lễ làm 7 á. Nó tựa tựa vậy đó. Cũng người ta cũng đi tảo mộ, đi dọn mộ, đi quét lát, bữa chị cũng có đi đó. Đi nhưng mà tới nơi thì mẹ chồng làm hết rồi, hai chồng đi về. Ngon cả nhà. Nó thực sự rất là ngon luôn. Ăn đã, hôm nay ăn phải đã mới được. Ngon không? Ngon không? Mà lễ này thì có cái món gì đặc trưng ở Nhật không? Sáng nay chị đi siêu thị thấy sao bán quá trời. Món đặc trưng ở Nhật, món đặc trưng ở Nhật là những cái món mà để người ta cúng người, đúng rồi, cúng người mổ đó. Dạ đúng rồi. Nhang rồi này kia các kiểu đó, là những cái món đặc trưng đó. Chứ còn những cái món đặc trưng như là những cái đồ giả, như là không phải giả mà bánh kẹo người ta làm hay lắm. Những cái trái cây người ta làm bằng đường nè. Rồi người ta những cái những thích cái hoa gì đó người ta đều làm bằng bánh. Nói chung là ta làm những cái đồ đó để bảo quản được lâu mà để ngoài trời không ảnh hưởng á. À, cho để ngoài mộ á. Nó giống như kiểu như gần gần giống như cái bánh in màu bên mình đúng không chị? Đúng rồi. Chị em thấy bán quá chừng mà chị đúng rồi. Mà không biết được. Mà sao Nhật nó ăn đặc sản cái nhiều. Đặc sản cái lúc này là làm hoa. Hoa giả hoa thật. Với lại nhờ em đi siêu thị tháng 7 đó là từ mùa này thì Obon người ta bán vậy thôi. Với lại trong nhà thì người ta nghỉ lễ thì hôm nay chị đi siêu thị chị mới bắt đầu mà bán hôm nay thôi. Người ta bán những cái khẩu phần ăn to thì là to đó, giống hồi trưa anh rể có mua về ăn thử đó. Hồi trưa là cái khẩu phần dành cho gia đình hai người á, nó nhỏ thôi. Set set đồ ăn á. Đúng rồi, những cái set đồ ăn thật là to vậy đó. Thịt chiên, cá chiên, đường, nói chung là người ta bán đó. Nó bán gì cho người ta khỏi phải làm mà mua cái đó về ăn trong gia đình được luôn á. Nó giống như hồi Tết vậy đó. Đồ ăn nha. Để thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà lễ Obon ta nghĩ cũng khá là nhiều không? Ông nghĩ được mấy bữa? Em nghĩ được 4 bữa. 4 bữa không? Anh rể ta nghĩ được ngày nào? Còn cái vụ gì mà thắp đèn lồng là khi nào? Thắp đèn lồng hả? Dạ. Hình như là cũng Obon mà chỗ khác á. Thắp đèn lồng, đèn trôi sông đồ là cũng mùa Obon à. Đúng rồi, em nghĩ là vậy. Nhưng mà chỗ khác chỗ mình chả thấy có hoạt động gì hết. Nghe phong phanh là chỗ khác thôi. Chỗ mình mà có hơi vui ha. Chỗ mình là hơi bị vui. Chỗ mình học dạng nông thôn nữa, không phải điểm du lịch nữa. Chỗ chị nông thôn mới là chỗ còn hơn nông thôn nữa. Chỗ còn quê là quê. Nhưng mà được cái yên bình à. Không có bão gió gì hết. Ngon. Ngon à. Ngon. Cái gân ở giữa mà nó vừa ấy tới ngon ghê á. Em ngon, cho em ăn thêm nữa nha. Ăn hết cũng được chứ hỏi gì trời. Em làm. Hỏi cho vui vậy thôi. Chị làm cho cô ăn chứ làm cho em. Em hỏi cho vui vậy thôi. Ê, trong này nó có em cái nước nè. Nước nè. Ngon nha. Gọi là cái tỷ gọi là gì ta? Cái tinh tí nằm ở chỗ đó. Tinh tí thì dục hết nằm ở chỗ đó không ăn được. Những cái tinh tí nằm chỗ khó quá không ăn được, tôi bỏ hết. Thôi Việt Nam mình cũng chẳng có thời gian để ăn mấy món này đâu ha, đúng không? Mình đi làm, đi học đồ. Món này à? Hình như lần đầu tiên em ăn á. Ngon không? Ngon rồi. Chị là lần thứ mấy rồi đó? Ở đây chị hay làm một lần có mấy miếng à? Chị ăn không hết. Món gì lần đầu tiên không làm món? Đó là ngon. Hình như xịt qua đây đi, cái màn hình nó ấy gì hết rồi. Ở đây. Hôm nay ăn từ từ nói chuyện chơi với cả nhà. Giục cái bao tay ra hả? Tí nữa ăn thì đeo tiếp, ăn cơm đã. Mà chị em rất khác đeo, nhiều lắm. Này ngon nhã mang cả nhà. Dưa môn muối.
Không phải thịt heo nha. Đón đất cũng được. Em e út út tháo vô không ngược ra. Nó sẽ không có dơ về đất đâu. Bỏ ra cái khác đi, không chị nhiều lắm. Cái nước á, chan cơm cũng ngon ha. Đúng không? Chị nghĩ là ngon. Chị nghĩ cái nước á chan cơm ngon. Hôm nay chồng bỏ kim nhà, chồng mới làm cả đêm rồi. Không biết đi làm cả đêm hay là đi hẹn hò. Không, đi làm ạ. Từ lúc có Kim nhìn nó Kim béo quá cả nhà. Xong rồi từ lúc đó Kim nghĩ Kim béo quá, còn có em Kim kìa. Em con béo mà thôi, em có thật chứ em không phì. Thế nào mọi người xem video này không nói là chị dành hết ăn hết cô bé này. Chị em ăn bao nhiêu nó cũng không mập được. Thật đấy, cả nhà ăn bao nhiêu cũng không mập được. Nó mạnh mẽ lên. Nhưng mà chị mong không ăn nữa thì bỏ đi em, ăn cái khác. Trên cái bao tay đó. Đây. Chị không thích ăn thịt heo đâu, chị thích ăn cái dưa chua nhưng mà hết rồi. Em không thích ăn dưa chua. Hết rồi. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Lần sau chắc lâu lắm. Thấy lâu lắm. Lần sau em ăn cho dưa cải. Dưa cải xào gì đó. Xào lòng á, cái món gọi là gì? Món nó gọi là gì? Lòng xào dưa. Lòng xào dưa. À hôm bữa chị muối kim chi ngon lắm. Bạn em cũng khen ngon. Hồi nào? Hôm bữa chị cho em ăn được á. À. Bữa nào làm nữa cho. Tết không thầm làm cho. Yeah. Bây giờ cải thảo mắc lắm, mắc giảm ăn luôn á. Một cái là mấy chục nghìn ta, 70-80 nghìn một cái à. À chứ em thì 400 mấy yên một cái thì trả 70-80 nghìn. À bảy luôn à. Cái chỗ em rẻ chứ. Bao nhiêu? Nửa bắp. À, cũng tầm đấy rồi. Nếu mất 190 mấy thế luôn là 200 mấy đúng không? Điều. Điều thật. Nó mất, nếu mà nó mất là nó mất toàn bộ ấy. Chỉ có những cái siêu thị như là siêu thị bán rau của người dân á, họ không có đăng ký vô siêu thị á. Không có đăng ký những cái siêu thị mà lớn giống như họ bán. Ở làng quê họ hay bán trong mấy cái siêu thị, mấy cái chỗ nhỏ 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 đó. Thì nó mới rẻ thôi, còn lại thì mất hết. Nhưng mà cái diện mà cải thảo với lại bắp cải là mùa đông nhìn. Đúng rồi, cuối tháng 11 đúng không? Cuối tháng 11 đúng không? Tại vì lúc đó là đúng cái mùa thu hoạch với lại. Cuối tháng 11 là bắp cải rẻ nè, cải thảo rẻ nè. Đúng mùa. Củ cải cũng rẻ nốt luôn. Mùa đông là ở Nhật thường là rau rẻ. Hay trong miền Nam nó còn rất trong miền Nam không rẻ đâu. Năm ngoái không rẻ, chỉ có rẻ một số loại thôi. Nói lúc nào cũng rẻ đâu. Thì rau thì những cái rau đặc trưng của Nhật, những cái rau phổ biến của Nhật như bắp cải. Đúng thì rồi. Những cái thứ mà họ làm họ trữ được á để họ ăn dần trong mùa đông á thì nó lại rẻ. Ngộ à. Giống như là bắp cải, bông cải là người ta làm kim chi á. Người ta trữ trong mùa đông á. Mày hút được cái tinh tế luôn. Hút cái tinh tế rồi đó. Hết nấu cơm cải rồi đó. Chứ như mấy rau khác đâu có rẻ đâu, như dưa leo nè, cà chua nè. Cà chua mùa đông mắc, cà chua mùa đông mắc. Chị ăn nữa. Hay là mình làm thịt con gà đi. Thôi chị ăn này, ăn này xong làm thịt con gà. Làm vừa vừa thôi, to quá ăn. Mấy chị đậu. Ăn còn ít cơm thôi. Thôi này ngon nè. Cái này ngon nè. Cái này nó không thể nào nhỏ được hơn nữa. Cái đó thì nhỏ quá rồi. Có con thích ăn cái móng hả? Ăn đi. Gặm hơi lâu á, gặm hơi lâu á. Cầm sâu xuống. Nó rớt đĩa đường nè. Rớt cái bụng nè. Ở đây, đây nè. Hổng quá, hổng quá. Cho cái mắm ngon nhưng mà tầm xương không mòn.
Không ăn là ăn cái ngon. Cái ngon. Như dây. Ừ. Toàn xương không à? Mấy năm trước á, cũng làm nông nghiệp, người ta có hay cho nông sản ra không? Dạ có ạ. Ví dụ như là mùa cà chua là ăn cà chua xỉu luôn không? Dạ. Còn mùa cà rốt là ăn cà rốt xỉu. Mùa cà rốt là ăn cà rốt đỏ da luôn á. Ừ. Mang về xay nước uống nè, hoặc là nấu nấu đồ ăn, hoặc là làm mứt á chị. Nhưng mà ăn nhiều cà rốt nó bị vàng da, vàng vàng tay, vàng mắt á. Có vàng, nhưng mà ăn ta có đến mức mà vàng vậy đâu. Thì ăn nhiều cũng ngán mà. Bí đỏ với lại cà rốt là ăn hay bị vàng, vàng á. Cam nữa nha. Cam á hả? Ừ. Ừ. Tới mùa măng tây nè thì người ta cho măng tây. Nói chung làm tới mùa nào thì người ta măng tây được á. Măng tây bán siêu thị lúc nào cũng mắc hết trơn. Làm nông nghiệp quốc nhưng mà... Ê sao hồi đó mày không gửi cho chị một cọng măng tây nữa vậy? Trời ơi, gửi thì ra siêu thị mua cho nó nhanh mà nó tươi hơn nữa. Ví dụ như là chủ cho nhiều quá hay gửi cho chị ăn đó. Măng tây cũng không cho nhiều đâu, tại vì măng tây trồng với số lượng cũng không nhiều nữa. Ừ. Cho vừa phải thôi hả? Cho mỗi đứa nửa ký. Ừ, nửa ký thì thôi gửi gì đâu. Đấy, mỗi đứa nửa ký. Cái đó xào với tỏi ngon á. Xào tỏi với thịt bò ngon. Đúng rồi. Nhưng mà ăn xong rồi, ăn xong rồi không nói là tí nghĩ là ăn xong rồi mình đi 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 đâu? Tiểu. Sao vậy? Nhưng mà tiểu rồi. nó hôi cái mùi khai á, măng á, măng tây á. Ai biểu? Ai nói? Chị ăn măng tây bôi lông rồi chị đi vệ sinh là nó. À giờ hả? Chị đâu chị có biết. Chị đi tiểu là nó tưởng. Không, không có tiền măng tây á, tại vì không có tiền măng tây nên nó không biết. Cho nên có nhiều người ngại. Ê Út, cái này nè, thấy rau nha, xong chấm cái nước này, trời ơi. Ôi thôi rồi luôn á. Ui, ngon nè. Thấy rau này hả? Hồi lúc đó em làm nông nghiệp. Út biết cái rau này không? Út biết cái rau này không? Dạ. Biết cái này không? Nó giống rau cần đi. Không phải giống rau, nó hơi giống giống nhưng mà không phải rau cần đâu. Nó hơi giống rau cần lắm. Lúc đó em làm nông nghiệp ở Hokkaido. Ừ, rồi sao? Nói chung nông nghiệp ở Hokkaido thì làm theo mùa, mùa hè thì ở đâu cũng làm theo mùa trời. Ý em là ở Hokkaido có mùa không trồng được. Bây giờ Kim với em gái sẽ ăn con gà. Úi Út, trên cơm Út còn nguyên kìa. Vậy không ăn cơm hả? Ăn được muối thì phải là mang tay vô, uống miếng nước ra. Con gà uống muối thì nó dai lắm cả nhà, cho nên là phải dọn cái bàn trước chứ không xé mình lỡ tay một cái là văng đồ hết. Cho nên là mình sẽ gà uống muối thì hôm nay Kim sẽ chấm theo cái nước sốt nó bắn theo kèm á cả nhà. Không biết ngon không nữa thì mình cứ chấm cái đã, chấm xong rồi mới biết nó ngon không. Tại con gà này hai chị em vật lộn chứ không biết sao xé được cái nè. Em luyện cơ tụi không có dao cho nên là phải vật lộn con gà này. Luyện cơ bắp hả? Mình luyện đúng chưa? Giờ xé hả? Ê, sao thịt nó hơi đỏ đỏ, nhìn hơi sợ sợ ai nghe. Nhìn hành động, nhìn cái hành động của chị buồn cười. Xin lỗi con gà nhé. Rồi, chốt cái đùi gà đó. Ê, trời trời, lấy cái dĩa hứng vô, cái dĩa đâu, cái dĩa ăn được mà. Dạ. Đúng rồi, lấy cái dĩa hứng. Chảy nước xuống bàn nè. Đợi chị xé cái đùi gà lại nha. Hai cái đùi gà. Mà sao xé không nổi. Quay lại bắn cắt con gà. Trời ơi, cả nhà phải chắc là nghĩ cái đùi gà là sẽ không nổi nè. Hay là để em phụ. Em phụ cho tôi sợ bay cái dĩa luôn quá. Đợi gì đi. Yeah. Không, nó dai lắm cả nhà, gà uống muối nó dai lắm. Từ từ. Dai thật nhờ. Tôi giỡn à. Cơ bắp chị cuồn cuộn nên mà chị còn không bẻ được con gà này. Yeah, thành nó bẻ sai cách đó cả nhà. Đây, được rồi, được rồi. Nửa người luôn chứ. Nửa con luôn chứ, cái đùi gì. Cái đít nè. Đây, mời cả nhà nha, nhân lúc được lại. Dạ, yeah, mời cả nhà nha. Biết cái đi cái khâu câu à? Ăn cái khâu câu trước. Chấm đi cái này. Chấm muối. Nè, để không? Cái chén của chị đâu? Chị đó. Ok, ok, lấy cái chén lên, nhâm nhỏ nước xuống. Đây, Kim mời cả nhà nha, Kim ăn cái khâu câu trước. Không biết ở đây có ai thích ăn mấy cái khâu câu với lại chân gà rồi giống kia không nữa, Kim thích ăn chứ đó.
Thì ăn hết mấy cái ngon của nó rồi. Phô câu chân gà là người ta nói là nhất phô câu. Như cái gì? Gì đầu cánh. Đầu cánh nó dở, đầu cánh không thích ăn nha. Không được. Cái này là gà uống muối hoa tiêu nha, nghe mùi hơi hăng hăng. Đúng không? Gà uống muối hoa tiêu không? Lá chanh à. Lá chanh hả? Ừ. Sao nghe mùi hăng dữ ta? Mùi lá chanh hả? Ừ. Ăn không được. Cái da nó giòn thật thật thật. Gà uống muối thì bình thường là mình để tủ lạnh. Nãy đang nói chuyện tiếp với Khúc mà. Ăn nó ngon hơn là mình làm nóng nó lên. Bỏ cho lạnh ngon hơn hả? Dạ, nó ăn nó lạnh lạnh. Làm nóng nó lên thì cái nước sốt nè, chua chua cay cay mặn mặn ngọt ngọt, hợp lý phết ha. Tinh nhìn rồi. Thế mà câu này ăn không có nghe mùi mùi dầu, không có nghe mùi dầu phao câu của con gà. Ừ. Người ta cắt hay sao á, nó chỉ còn một cảm giác ngon thôi. Hồi nãy hai chị em nói chuyện đến cái khúc nào ta, cái khúc mà tự nhiên xé gà quên mất. Là cái khúc mà à mùa đông, mà mùa đông nếu mà không làm được ngoài trời thì sao? Tại vì em của Kim á, cả nhà làm bên nông nghiệp á, cho nên là mình muốn nói chuyện với nó một chút về cái khoảng thời gian mà nó làm bên nông nghiệp. Bây giờ nó làm thực phẩm rồi thì nó sẽ cảm nhận như thế nào giữa hai cái công việc đó cả nhà, thì Kim sẽ hỏi nó. Nhưng mà nhìn cái miệng nó kìa, nó đang dai nhưng mà miếng thịt dai quá không có nuốt được. Cái này gọi là tiếng thái lưỡng nan. Trời ơi, này chị từng trải rồi, tiếng thái lưỡng nan rồi. Video hôm nay hơi nhóm nhào một chút, cả nhà coi thì thấy khúc nào không ấy thì cả nhà có thể là bỏ qua cho hai chị em Kim nha, tại vì lâu ngày hai chị em gặp lại hơi mình lầy một chút á, mà Kim muốn để làm kỷ niệm luôn. Kim không muốn là cắt xén với chỉnh sửa cả nhà. Biết bao giờ hai chị em mới được ngồi lại với nhau để mà cùng ăn uống, cùng trò chuyện giống như những cái điều ở bên đây á. Trời, cả nhà ơi, nó tan nát gì đây, đừng không út gà gà xé ổn không? Dạ, không có dao, không có chặt được nên là phải xé cả nhà. Chứ ở đây mà có dao chặt ra gọn gàng ăn thì đi ngon ha. Nhưng mà em nghĩ xé ăn nó ngon hơn. Xé ngon hơn hả? Ừ. Giống như gà luộc của Việt Nam. Xé thịt, đúng rồi, xé thịt nó tơi ra. Gà luộc của Việt Nam thì xé ngon hơn rồi. Còn đây là gà uống muối hả nhà bà nhỏ? Uống muối là cũng như gà luộc thôi. Nó làm sao mà gia vị nó thấm vào trong ngon không? Dạ. Nên em đang chia sẻ cái câu chuyện. Ừ. Mùa đông á, không làm ngoài trời được thì làm trong nhà xưởng. Nó hấp ra vô mùa đông tuyết nhiều á mọi người. Thế là tháng 12 là bắt đầu tuyết rơi. Thế là không làm ngoài đồng được. Nên là làm trong xưởng. Ừ. Thì những cái nông sản mà mọi người thu hoạch trước đó đúng không? Đây, thì trữ lại xong để mùa đông làm trong xưởng. Khoai tây nè, hành tây nè, cây ở Việt Nam mình gọi là cây ngưu bàng. Cây ngưu bàng à, cái củ cái rễ nó cái dài, rễ, cái củ rau, cái củ đuôi bò gọi là cây ngưu bàng đấy. Ở Việt Nam cái củ mình đuôi bò cả nhà. Nhưng mà cái đó ăn tốt á, cái đó người Nhật rất thích ăn cái đó, nhưng mà bây giờ nó đang mắc lắm. Ở Việt Nam mình đem vô thuốc đấy, làm vị thuốc, mà thuốc bắc hả, trong thuốc bắc hả, thuốc Bắc Nam hay là thuốc Bắc gì đó. Việt Nam mình giá hơn, đắt hay sao? Đắt hả? Ở đây nó cũng mắc nha. Ở đây ăn cũng mắc. Ăn cái đó người ta hay nấu cái món vào mùa thu á, nấu cái nà bê á, nấu cái kiểu như hầm á. Đúng rồi, nấu giống như kiểu như nấu lẩu mà có bò rồi có gọi là cái món gì ghê tên bà rồi. Xào gỏi, nói chung nó là nhiều món á. Đúng rồi, xào cũng ngon. Thế thì mùa đông mình xào mà ta bỏ dầu vào gọi là hồi lúc trước chị làm trong xưởng đồ ăn á, trong xưởng thực phẩm á, người ta xào xong người ta bỏ, người ta xào bằng dầu mè xong người ta bỏ mè hạt lên á, ngon nha, mắc không? Nhìn thế. So với hồi xưa thì bây giờ làm thực phẩm thì đỡ hơn đúng không? Hay là vẫn cực vậy? Đúng không, làm công việc nào nó cũng có cái vất và cái sướng của nó. Nhưng mà trong giữa hai cái đó phải có một cái nào sướng hơn chứ không thể nào mà có cái này có cái kia được, phải có một cái sự chênh lệch. Tại vì biết sao, chị thấy thời tiết ở bên đây á, ở chỗ này nó đã khắc nghiệt rồi, Hokkaido nó còn khắc nghiệt hơn nữa. Ví dụ như mùa nóng á, nắng vãi. Nắng người ta nói muốn phục người luôn. Nắng Hokkaido thì tầm khoảng nóng nhất nha,
nóng nhất thì tầm khoảng 30 độ là... Cái gì? 30 độ? Dạ. Mình nhớ ộp à? Được hồi chị mà ở, còn ở đó mà nó lên 36, 37 luôn. Không có, em biết mà... Chị ở gần biển á. À, khu đó của chị hả? Khu của em... Chứ đừng có đùa. Nóng nhất 30 độ, 32 độ là hiếm chứ. Ừ. Vậy là ở vùng đây nóng hơn rồi, ở vùng kia siêu nóng hơn rồi. Thì tất nhiên rồi, giống rồi nóng chị chịu nổi. Vùng kia siêu nóng hơn rồi. Ví dụ vậy đi, ví dụ trời nắng nóng vậy nhưng mà vẫn phải ra ngoài đường, ngoài đồng làm đúng không? Đúng rồi. Bây giờ trời nắng nóng thì vô xưởng làm. Đấy thì đấy là cái bất của nông nghiệp, là trời nắng nóng vẫn gian ra đồng. Chị nó đang nói là thời tiết á, ví dụ như là trời lạnh này kia mình cũng làm ở ngoài. Còn làm xưởng thì trời lạnh thì mình vẫn làm trong cái chỗ mà nhiệt độ nó đảm bảo. Nó không phải lạnh lắm, trừ những cái xưởng đồ đông lạnh ra thôi, những cái xưởng đồ thủy sản ra thôi. Thì nó là thời tiết thôi, làm xưởng thôi. Nhưng mà làm xưởng á nó không đâu. Nó sao ta? Phải chịu được tính kỷ luật cao. Ở bên Nhật làm chỗ nào chả không chịu tính kỷ luật cao má. Còn làm nông nghiệp, không ý em là cái môi trường làm việc công xưởng nó gò bó ấy. Thế lại nên cái tính của nó gọi là nó thì trong xưởng mà, còn ngoài đồng thì tụi em đi làm cỏ, đi gieo hạt thì nó kiểu như nó tự do hơn á. Đi đứng thì nó không tự do hơn, còn làm trong xưởng thì chắc là chị quen rồi ha. Làm trong xưởng thì làm theo công đoạn này kia, nói chung là nó phải phụ thuộc vào cái dây chuyền của mình á, mới chịu được cái sự áp lực cho nó lúc nhanh lúc chậm ấy. Còn làm nông thì đối với một người mà thích nông nghiệp thì không nói, mà một người mà bình thường công việc nào làm cũng được ấy. Không chắc nghĩ là chọn thực phẩm thôi. Chị thấy là nếu mà cho chị chọn lại thì chị vẫn chọn thực phẩm, chị không chọn nông nghiệp đâu. Ngay ban đầu là chị đã không chọn nông nghiệp rồi, một phần là chị sợ con sâu, một phần là chị sợ thời tiết nắng nóng làm không nổi. Chị yếu con dí mấy cái chuyện mà ra nắng ra đồ để mà cày cuốc lắm, làm không nổi, thật sự làm không nổi luôn. Thà làm xưởng nó tốc độ là chị không sợ, mà chị sợ thời tiết thôi. À, mà nói về nông nghiệp ở tỉnh miền Bắc thì so với nông nghiệp tỉnh miền Nam thì miền Bắc nó đỡ hơn nhiều. Dạ, đỡ nắng hơn phải không? Đỡ nắng hơn, với lại cái tính chất công việc nó cũng đỡ hơn. Nên miền Bắc á, người ta làm những cái quy mô lớn đó không ạ? Không, nên là quy mô lớn cho nên là họ cắm máy móc hết trơn hả? Dạ hả? Nhà thì cũng đỡ. Dạ đúng rồi. Cái chị xuống còn nhà... miền Nam thì hầu như người ta làm cái quy mô nó không bằng miền Bắc. Có nhiều cái làm bằng sức người với tay chân nhiều hơn. Vậy tới sức người tay chân là thường thường làm mấy cái làm cỏ hai cái rồi đó. Với lại trong miền Nam là hầu như là nhà kính. Ngoài Bắc là ngoài đồng hả? Miền Bắc là ngoài đồng. Miền Bắc là ngoài Hokkaido đúng không? Là miền Bắc vùng Hokkaido là ngoài đồng. Là ngoài đồng hả? Tại vì tính cái tính làm trong nhà kính nó nóng hơn là ngoài đồng đúng không? Nó hầm hơn không? Làm ngoài kính hầm hơn. Trời nắng ở ngoài 32 cho nó 32-33 độ đi, nhiều nhất là 36-37-38 độ, 40 độ. Ừ. Thì trong nhà kính nó phải hơn ngoài bao nhiêu độ nữa. Mà nó chẳng những thế mà nó còn không có gió gần chục độ ấy. Mà nó không có gió đó, đúng không? Ôi trời ơi. Nó chỉ có quạt thông gió thôi, nó như trong cái hầm ấy, chui trong cái hầm thôi chắc tao xỉu. Nó hầm lắm. Thôi chị sợ em không quen là ngất. Sợ lắm. Sợ dám ăn. Sao mấy đứa nông nghiệp nó có thể giỏi vậy, mà thấy thương tụi nó vậy. Thì mấy bạn nó nhưng mà thì cũng coi như thấy không, chị có thực phẩm thấy làm thôi. Có nghiệm 3 năm thanh xuân mà trải nghiệm, có đứa làm hơn 3 năm luôn mà trải nghiệm 1 2 tháng, 3 năm mệt chết chưa chưa trải nghiệm. Người mới thì làm sao chưa vào trong sao biết được. Thì nó thích nông nghiệp thì nó đi nó trải nghiệm kiểu thế. Lúc trước em cũng thế mà. Nhưng mà thấy làm nông nghiệp á, thời tiết đẹp thì rất là tuyệt vời ha. Ở ngoài gió mát rồi các kiểu thích ha. Nói chung là nhưng mà những cái lúc sướng đó thì cũng không bằng những cái lúc khổ. Nói chung là mình phải chịu thích nghi đó, đâu mình làm mình cũng phải chịu thích nghi. Dai quá à, chị cũng thấy nó dai lắm. Ông Hoàng giỏi chứ, 10 điểm. Không, ông Hoàng giỏi thôi. Với sự giúp sức của Úc nên con gà mới được 1/3 con gà. Chứ nếu mà không có sự giúp sức của Úc thì chị nghĩ là con gà này chị ăn phải không biết bao giờ mới hết. Nhưng mà hai chị em vẫn đang ngồi nhìn con gà. Đây cả nhà, đang ngồi nhìn. Đây, cái đùi Kim ăn phân nữa thôi. Thật sự là nó rất là dai luôn cả nhà, vị thì ngon nha, Kim không có chê cái vị của nó nhưng mà dai quá. Với lại nãy Kim ăn cái món này nhiều quá rồi nên là bây giờ không thể ăn nổi gà nữa. Chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá cuối cùng, không phải đâu, đây, đây là chiếc lá cuối cùng này cô nương.
đây đây chiếc mới là chiếc lá nó bé quá không tính đây đó là chiếc lá cuối cùng đây mới là chiếc lá cuối cùng này cả nhà đây đây là chiếc lá cuối cùng ăn nhanh đó đi Kim ăn chiếc lá cuối cùng này chị ăn chiếc lá cuối cùng nha ăn đua không có đứa nào thắng chị ăn chiếc lá cuối cùng đang đua nha 1, 2, 3 đứa nào thắng ăn đua được xong xong anh nhập ăn xong là gochiso samadesta gochiso samadesta nào cả nhà ơi thì video của Kim cũng dài rồi thì Kim và em Kim cảm ơn cả nhà đã xem hết video đến khúc này ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe xem video vui vẻ và hãy ủng hộ Kim cũng như là chồng Kim và em gái Kim nữa Kim cảm ơn rất cả nhà rất là nhiều luôn bye bye hẹn gặp lại vào video lần sau ạ cảm ơn cả nhà bye bye.